Chào bà con nông dân và các bạn. Hiện tại thì Xuân Nông Cánh với em đã mở rộng kinh doanh của mình lên. Tại địa chỉ 352C đường 30 tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cách ngã tư Trần Quế 50m. Thì hiện tại Xuân Nông đã bổ sung thêm khoảng 2.000 mặt hàng phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, rất nhiều các cái linh kiện, phụ kiện và những cái mẫu chậu mới hiện đại nhiều loại, và đặc biệt là chúng tôi đã nhập thêm rất nhiều dụng cụ để mà phục vụ cho việc tưới, bao gồm các loại bét tưới, máy bơm xuống tưới. Ngoài ra thì trong cái lần mở rộng này thì chúng tôi có bổ sung thêm những cái chậu sứ mini hoặc là sen đá, những cái tiểu cảnh mini nhỏ để phục vụ cho các bạn nhu cầu yêu thích sen đá. Và đối với ngành phân bón và thủy canh thì đợt này cũng có rất nhiều mặt hàng mới và đa dạng để cho các bạn lựa chọn. Sản phẩm của mình tới. Hiện tại thì Xuân Nông đã chính thức hoạt động trở lại bình thường. Rất mong bà con các anh chị đến để ủng hộ. Thì chi nhánh Nguyễn Văn Cừ mình sẽ đóng cửa vào cuối tháng này. Và hiện tại ở Cần Thơ thì Xuân Nông chỉ còn lại chi nhánh 352C đường 30 tháng 4 thôi. Và có rất nhiều cái dụng cụ bảo hộ lao động nữa nha bà con, dây an toàn, nón bảo hộ hay là kiếng hàn. Cảm ơn bà con và anh chị đã theo dõi. Thì các sản phẩm mới chúng tôi đã cập nhật lên website xuân nông.vn, thì các anh chị có thể lên đó xem hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng để tham quan và chọn những sản phẩm mà thích. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.